비추고 Thanh long vàng vốn có nguồn gốc từ châu Mỹ, tuy nhiên lại được trồng nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia. Trước kia, các hộ dân ở tỉnh Bình Thuận đã từng trải nghiệm trồng loại trái này, nhưng do không phù hợp với thị hiếu người mua nên họ đã tạm ngưng. Thời gian gần đây, khi nhiều người biết được hương vị thơm ngon, cùng với công dụng tốt của thanh long vàng, họ bắt đầu đổ xô đi lùng sục loại trái quý này. Hiện tại giá bán 1 kg thanh long vàng tại Việt Nam là 700.000 đồng. Mặc dù giá thành rất đắt, nhưng sức mua nội địa vẫn tăng đáng kể. Chị Oanh, một người dân đang cư trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cứ mỗi lần có bạn bè, họ hàng nào nói đi Malaysia là chị lại gửi mua vài ký thanh long vàng. Một người bán thanh long vàng chia sẻ, loại trái này thường chỉ có vào những tháng cuối năm. Đây là giống thanh long nổi tiếng ở Malaysia nên số lượng thu hoạch mỗi mùa có hạn, dẫn đến giá bán cao nhưng vẫn được các khách hàng ưa chuộng. Ngoài ra, quản lý ở những cửa hàng bán trái cây cũng cho biết do thanh long được vận chuyển bằng đường hàng không nên chi phí rất đắt. Nếu so với hai loại thanh long phổ biến ở Việt Nam là thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng thì loại này chắc phải cao giá gấp 23 lần. Hiện nay, thanh long ở Việt Nam thường trong tình trạng biến động thất thường, lúc thì được mùa nhưng mất giá, lúc thì được giá mà mất mùa. Không những thế, một số thương lái Trung Quốc còn xâm nhập vào thị trường nội địa và thao túng lượng hàng khiến cho giá thành lên xuống liên tục. Đặc biệt là những vụ nông dân bị thua lỗ nặng phải vứt thanh long đầy đường. Bên cạnh thanh long vàng, một số loại trái cây mới lạ cũng bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Điển hình như xoài tím, ổi tím, chuối đỏ. Do có màu sắc đặc biệt mà các loại trái cây này thường khiến các khách hàng tò mò mà tìm mua. Vì vậy dù cao giá nhưng hàng vẫn bán đắt như tôm tươi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!